Tuyển dụng Manulife, tổng hợp những điều bạn nên biết khi muốn tham gia ứng tuyển. Nhiều bạn sinh viên mới ra trường đang có ý định tham gia các công việc trong ngành bảo hiểm nhưng chưa biết cách tìm việc làm như thế nào. Để ứng tuyển vào các công ty bảo hiểm như là Manulife thì sẽ như thế nào? Nếu bạn cũng là một trong số đó thì hãy theo dõi bài viết dưới đây. Việc ơi sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về quy trình tuyển dụng của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife để quá trình ứng tuyển của bạn sẽ trở nên thuận lợi nhất có thể. Manulife là gì? Manulife là công ty thành viên của tập đoàn Manulife Financial của Canada. Công ty Manulife là công ty bảo hiểm được góp vốn 100% từ nước ngoài. Hiện nay, Manulife không ngừng nỗ lực cố gắng mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, luôn giúp họ cảm thấy an tâm tận hưởng tuổi già và yên tâm vui sống từng ngày. Manulife tuyển dụng như thế nào? Là một công ty bảo hiểm lớn tại Việt Nam nên việc tuyển dụng của Manulife cũng tương đối đặc biệt. Để hiểu thêm về quy trình này, chúng ta cùng đi trả lời những câu hỏi sau đây nhé. 1. Manulife tuyển dụng có khó không? Manulife Việt Nam tuyển dụng thì yêu cầu về chuyên môn khó hay không thì còn tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể. Nhưng nhìn chung thì ở Manulife tuyển nhân sự không hề khó. Về yêu cầu chung có thể như sau. Nam nữ tuổi từ 22 đến 25, hiện đang không làm việc tại bất cứ một công ty bảo hiểm nhân thọ nào trên toàn Việt Nam. Biết sử dụng smartphone và máy tính. Luôn có thái độ tích cực, trung thực và ham học hỏi. Ưu tiên những người đã từng có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí như kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng hay telesales. Ưu tiên những ứng viên đã từng học khoa bảo hiểm tại các trường đại học. Ứng viên khi trúng tuyển phải dành thời gian 2 tiếng trên một ngày để tham gia khóa học đào tạo chuyên sâu về bảo hiểm trong vòng 2 tháng đầu. 2. Môi trường làm việc tại Manulife như thế nào? Về môi trường làm việc, Manulife là một công ty chuyên nghiệp, năng động cùng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Manulife đã và đang là doanh nghiệp bảo hiểm uy tín và chất lượng nhất tại Việt Nam hiện nay với một môi trường. Tự do về mặt thời gian. Làm việc ở Manulife bạn hoàn toàn được tự do về thời gian, không cần chấm công hay điểm danh, giờ giấc linh động, thoải mái. Thời gian làm việc từ 9 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6. Cơ hội thăng tiến đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người, môi trường làm việc luôn cởi mở. Có cơ hội đi du lịch trong và ngoài nước tùy theo các chương trình của công ty. Được sử dụng công nghệ và công cụ mới nhất trong ngành bảo hiểm để hỗ trợ việc tư vấn cho khách hàng và quản lý đội nhóm. 3. Manulife trả lương có cao không? Nếu được làm việc ở công ty Manulife thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chế độ đãi ngộ của công ty. Khi trở thành thành viên của Manulife bạn sẽ được nhận những đãi ngộ ưu việt như là mức thu nhập của nhân viên tại Manulife tương đối cao bao gồm lương cứng, hỗ trợ cho từng vị trí cộng hoa hồng, từ 5 triệu đến 20 triệu. Ngoài ra, bạn còn được hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập cá nhân của nhà nước dành riêng cho ngành bảo hiểm nhân thọ, đó là chỉ 5%. 4. Hồ sơ khi nộp vào Manulife cần những gì? Khi bạn đi tham gia phỏng vấn tại Manulife cần chuẩn bị đầy đủ bao gồm một bản CV xin việc, một bản chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu photo có công chứng, hai ảnh 3x4, bằng tốt nghiệp đại học. Nếu bạn ứng tuyển vào vị trí quản lý, các giấy tờ trên bạn phải photo công chứng thành hai bộ. 5. Có thông tin cho rằng Manulife tuyển dụng lừa đảo, có đúng không? Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin liên quan đến việc Manulife tuyển dụng lừa đảo. Tuy nhiên điều này hoàn toàn sai sự thật. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay thì bạn có thể đọc và tìm phải tin tuyển dụng lừa đảo. Nên hãy lưu ý điều này và tìm hiểu thông qua những cổng thông tin chính thống. Bài viết này là những thông tin về công ty Manulife. Việc ơi chia sẻ với bạn để giúp bạn ứng tuyển vào công ty. Hy vọng bài viết này giúp bạn đọc có được những thông tin cần thiết để ứng tuyển thành công. Chúc bạn thành công!